Ok, hello anh em, mình là Hiệu L đến từ hãng Certecoin. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phân tích và review BTC trong tuần này đến cho anh em, để cho anh em có cái nhìn thời gian sắp tới nó sẽ đi như nào nha anh em. Ok, thì có vẻ là tuần vừa rồi mình cũng đã view đúng là BTC tiếp tục bull và đi lên trong những cái giai đoạn sắp tới, và nó đã phá vỡ được cái trendline này nè anh em. Ok, khung tuần nha, khung tuần ở đây thì sáng ngày hôm nay đóng một cây nến là Engulfing nhấn chìm ở đây. Thì anh em có thể là nhìn qua phía bên trái đây, cái đoạn này là cái đoạn mà nó sideways này, nó sideways và tích lũy đi xuống này. Thì ngày hôm nay nó đã có một cái nhịp là đóng nến ở cái mốc là 66.400 anh em, 66.400. Và nếu như mà tính cái râu luôn thì nó cũng đã break và đóng trên hết tất cả những cái râu bên trái này. Đây anh em nhìn kỹ nha. Cái đoạn này có phải là ngay chỗ này là một cái vùng cản là quanh 65.700, 65.800 không? Thì một cái chuỗi nến giảm xuống này, thì hôm nay một cái nến tuần nó đã phá vỡ hết cái đóng này, và nó thể hiện cho cái sự là phi bò đã tham gia mạnh ở cái vùng này, và nó tạo một cái vùng OB, một cái vùng OB ở dưới đây. Đây, quanh cái mốc là 62-63.000 đó. Ok, thì mình vẫn tiếp tục view lên BTC trong những cái thời gian sắp tới nha anh em. Ok, thì khung tuần cho một tín hiệu khá là đẹp rồi. Mình sẽ chuyển sang những khung nhỏ hơn, xem nó có tín hiệu gì hay không nha. Ok, daily. Daily thì anh em có thể thấy là những cái tuần trước mình cũng đã view cho anh em ngay chỗ này và làm một cái vùng support cứng đúng không? Nếu như anh em mua những cái vùng này thì cũng có một nhịp đẩy lên này, và sau khi đẩy lên tới đây thì nó không lên được nữa và nó đâm xuống này, đâm xuống nhanh một cái nhịp, đâm xuống nhanh này và hồi lên cũng nhanh này, xong rồi quay lại bắt test này, quay lại bắt test ở đây. Đó, anh em thấy không? Thì ngay chỗ này sẽ là một cái vùng mình cược đúng trong những cái video lần trước rồi đó anh em. Này là bear trap này, fail break này, tạo ra một cái mô hình là vai đầu vai này. Đó, thì anh em thấy là trước khi mà nó có một cái nhịp break và đi lên mạnh như này, thì trước ở đây nó có cái hành vi là sideways tích lũy khá là nhiều đúng không? Anh em thấy này, 3 4 5 6 7 khoảng 7 7 cây nến D á, 7 cây nến D này, nó sideways một cái nhịp ở quanh cái mốc là 62.000 cho tới 62.500 này, xong rồi nó break out lên. Thì ok, mình sẽ điểm lại một chút xíu là nguyên nhân do đâu tuần vừa rồi BTC đã tăng mạnh mẽ và đóng một cái nến D đẹp như vậy. Ok, thì mình sẽ nhìn lại cái tin CPI nha anh em. CPI đây, tuần vừa rồi là chỉ số giá tiêu dùng, nó đã công bố cái mức là month on month đây là 0.3%, là thấp hơn so với dự đoán là 0.4 và thấp hơn kỳ trước luôn, kỳ trước là 0.4 nha anh em. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực, đó là chỉ số lạm phát đã được kìm hãm và không còn tăng cao nữa, nên đồng đô la giảm thì sẽ kéo theo là thị trường, đó là vàng với là BTC nó sẽ tăng lên nha anh em. Đây, CPI là Y trên Y, là year trên year anh em, là 3.4%, nó bằng với cái dự đoán và nó thấp hơn so với kỳ trước luôn, kỳ trước là 3.5. Ok, thì một cái tin tức CPI này khá là tốt, thì mình nghĩ là trong những thời gian sắp tới thì Fed sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất đó, tại vì cái CPI này đã được kìm hãm rồi, ở một cái mốc là nó thấp hơn rồi nha anh em. Ok, thì quay lại với phân tích kỹ thuật BTC, đó là new CPI đã được giảm đi, có nghĩa là lạm phát nó thấp đi anh em. Cộng với cái việc là sau khi mà cái nhịp mà CPI nó ra đó, làm cho market nó tốt lên và nó bơm một nhịp đây, thì thị trường có một cái nhịp là min 1 tỷ đô la nha anh em. Min 1 tỷ đô la ở đâu, quanh cái mốc là 64.800, 64.565.000 anh em. Ok, thì anh em có thể là check tại Whale Alert trên Telegram, hoặc là anh em có thể là chọi vào HSCoin để mà cập nhật những cái thông tin như là Whale nó min tiền 1B. Anh em có thể là cập nhật những cái thông tin sớm nhất và cùng với những cái thảo luận của anh em, của mọi người trong HSCoin, để mà tiếp tục mà action những cái hành động để mà đưa ra những cái quyết định đầu tư sao cho đúng nha anh em. Ok, thì BTC đây, khung daily thì hiện tại nó đang sideways ngay cái vùng đỉnh này anh em. Đây, thì anh em có thể thấy là ngay cái đoạn mà whale đây, có nghĩa là market đẹp đúng không, là nó bơm giá lên thì thường mà có những cái nhịp bơm lên rồi bơm giá lên á, thì nó sẽ trả về hết nha anh em. Như cái nhịp này nè, anh em thấy đây, cái nhịp là thổi giá xuống này, đẩy giá xuống này, rồi bơm lên lại cực kỳ nhanh này.
thì cái đoạn này cũng vậy. Nhưng mà cái đoạn này sau khi mà một cái nhịp bơm lên thì nó không chỉnh nha anh em, không chỉnh nhiều, nhưng mà nó được đỡ giá ở quanh cái móc là 65.000. Thì anh em phải hiểu là thị trường lúc này nó đang cực kỳ tốt rồi, đang cực kỳ bull rồi, thì ai mà cứ bán xuống nữa thì cá mập hay là whale hay là cá con họ cũng mua lên. Thì anh em có thể thấy là cái vùng 65.000 này là một cái vùng đỡ cho giá, đỡ cho một cây cây daily, một cây bơm giá này, anh em thấy không? Ok, thì trong những cái trường hợp tiếp thì mình vẫn là view và đánh lên. Cái đoạn này nó đang ngay cái vùng cản luôn này, anh em nhìn phía bên trái thì cũng đang ngay cái vùng cản này, quanh 67k đó. Thì đoạn này mà mình nghĩ nó tiếp tục sideways á, sideways tích lũy dưới kháng cự này thì sẽ có một cái nhịp bùm lên khá là mạnh đấy anh em. Tín hiệu thì cũng đã break trendline rồi, cùng tuần thì cũng cho khá là đẹp đây. Trước đó mà bùm lên thì cũng đã có sideways và tích lũy, và đã có một nhịp đỡ giá ngay đây nữa, thì tất cả đều cho một tín hiệu tốt nha anh em. Thì mình vẫn bull BTC ở những cái móc giá cao hơn, có thể là phá ATH vào những cái tháng 6 sắp tới, có thể là 75 hoặc là xa hơn có thể là 80k. Ok, mình sẽ chuyển sang H1. Đây H1 thì anh em sẽ nhìn kỹ hơn cái nhịp mà mình vừa nói, đó là whale hay là những cái nhà đầu tư họ đỡ giá cho BTC sau một cú bơm ở quanh móc 65k này. Đây thì anh em có thể thấy là ngay cái đoạn này mình sẽ bet nó là một cú trap và đi xuống đây để lấy stop loss của anh em mà anh em sell á. Thực ra cái đoạn này mình cũng có sell lướt á, mình cũng có con anh em private sell lướt và ăn được tới đây thì mình kêu anh em chốt, cũng khá là ổn áp nha. Đây thì ngay chỗ này sẽ có một cái vùng OB này. Thì anh em thấy là sáng ngày hôm nay nó đã có một cái nhịp phản ứng khá là tốt này đúng không? Thì mình bet ngay chỗ này là một cú trap, thì sau khi mà giá nó vòng lại những cái vùng mà nó đỡ giá cho quanh cái móc là 65.800 này anh em. Đấy thì nó bật lên này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ canh tiếp tục đánh lên. Chỗ này thì anh em nếu như mà muốn bắt lại một cái nhịp 65.800 nữa thì cũng được, nhưng mà anh em phải kỹ hơn, phải xem hành động giá khi mà nó về đây như thế nào thì anh em mới bắt nha. Còn không thì anh em sẽ đợi ở cái vùng đây, nó sẽ khá là an toàn, 65.400 thì anh em sẽ đánh lên. Mình nghĩ cái đoạn này thì BTC nó sẽ đi sideways khá là nhiều ấy, nên nếu như mà anh em có vô được cái lệnh quanh cái vùng này thì mình nên kiên nhẫn nha anh em. Ở đây thì nếu như mà anh em có thể mà kéo cái công cụ là volume profile ra thì anh em cũng có thấy là những cái chỗ mà nó dùng lực nó có volume nhiều ấy. Đây thì anh em thấy không, ngay chỗ này đúng không, ngay chỗ này volume nhiều này, thì anh em thấy nó tiếp xúc lại quanh 65.800 sáng ngày hôm nay này, rồi nó bật lên này, đó khá là đẹp đúng không. Nhưng mà mình sẽ tư duy một chút xíu về thanh khoản nữa, thì nếu như chỗ này đã test rồi á thì anh em không bắt nữa thì mình nghĩ anh em nên kiên nhẫn đợi nó tạo một cái đáy thấp hơn, hoặc là nó lấy stop loss ở cái vùng này này và nó đi xuống vùng này nha, quanh móc là 65.100, 65.200 thì anh em sẽ đợi cái setup ở quanh đây, nó sẽ đánh lên, đồng nghĩa với việc là chỗ này nó sẽ tạo thêm một đáy nữa. Nếu như mà chỗ này anh em khi mà giá nó về đây á thì anh em sẽ bật RSI lên, nếu mà chỗ này có phân kỳ nữa thì anh em cứ mạnh dạn mà mua lên cho mình nha. Hiện tại thì cũng khá là nhiều tin tức về vĩ mô này, về cơ bản này, về on-chain này, về phân tích kỹ thuật này, tất cả đều ủng hộ BTC trong thời gian sắp tới là có thể là bull những cái vùng giá cao hơn. Ok, thì đó là một chút xíu về tín hiệu của BTC trong thời gian tới hoặc ngắn hạn, anh em cũng có thể là canh đánh lên nha, 65.200. Ok, mình ngó qua một chút xíu về Dom. Dom thì thực sự hiện tại nó vẫn chưa có gì, nó vẫn như là những cái view ở tuần trước mình view cho anh em thôi. Hiện tại thì Dom thì một cái nến tuần nó cũng đã đóng một cái nến xanh như này, và chưa có sự đảo chiều nào từ market structure, ít nhất là cũng daily vẫn chưa có nha anh em. Nên thôi Dom thì mình cứ nghĩ là cứ đợi nó đi, khi nào nó có một cái tín hiệu là đổi chiều market structure hoặc là gãy trendline hoặc là chạm những cái vùng kháng cự ở quanh đây 58.25% á thì mình sẽ mới nghĩ tới cái việc là anchor season được nha. Ok, thì tuần này đúng không, tuần này đánh spot thì mình vẫn là tiếp tục những câu hàng là y này, meme này, reward set, ngoài ra thì có thêm layer 2 thì có OB, ARB với lại STRK. Đó là những câu hàng mà anh em có thể là nghiên cứu và có thể chia vốn ra nha. Giai đoạn này thì mình nghĩ là anh em nên chơi theo chiến thuật là DCA, anh em có thể là vô vào một entry hiện tại cũng được, có thể là 20%, nhưng mà có những cái nhịp chỉnh hơn từ anh coi thì anh em sẽ đi sell hơn, anh em sẽ đi sell thêm nha, để có mà tối ưu một cái giá nó sẽ đẹp hơn, chứ không thể nào mà anh em bắt một cái entry ngay đấy hoặc là những entry nó tốt được nha. Ok, thì đó là một chút xíu về BTC. Cuối cùng mà anh em nào mà chưa có nhóm á
thì anh em phải là join vào HC trẻ coi để thảo luận cùng các admin nhà HC cũng như là anh em trong đó. Cuối cùng thì chúc anh em trade thật nhiều may mắn và thắng lợi trong thị trường này nha. Ok, bye bye anh em.